nên là tao không được phép nói thôi. Chứ còn mà không có ai là nick không bị quá hay là không bị như nào à, thì tao cho cả họ cả hàng nhà mày lên rồi đấy nhá. Mày nghĩ mày là ai? Mày nói là mày mẹ của thiên hạ à, hả? Mày cái con tiểu nhân kia hả? À, bản lĩnh thì đối mặt với tao, tao đã bảo rồi, mưa gió làm gì, sấm chớp làm đéo gì, làm mẹ mày đi, đừng nên mà rụng dọa nhá. Con tiểu nhân, ai mày cũng bắt mồm mà chửi hả? Chỉ trực coi nhà há, há mồm ra để người ta ít mồm mày ấy. Con cao lắm phường thôi, hôm nay mùng 1 thế rồi chị ơi. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, thế rồi, nói vui vui đi. Chị ơi, mẹ. Đúng rồi đấy, em cũng theo em cũng là nói thế thôi, là những cái người làm mà người ta hiểu mình là người ta hiểu rồi, trừ những cái mấy cái con mấy cái đĩ của cái bọn kia thôi, còn những cái người làm mà người ta cũng chỉ là những cái người bình thường, người ta dùng cái mạng TikTok này thì người ta dần dần người ta sẽ hiểu mình chị ạ. Bây giờ người ta chưa biết về mình mà, người ta chỉ nghe thấy nó kiểu là đánh lái dư luận đi thì có khả năng người ta cũng buông lời. Nhưng mà đến lúc mà đánh lái dư luận để mày coi như vô nhỏ. Nhưng mà đến lúc mà người ta hiểu mình rồi, người trâu này xem là tao là con người như nào nhá. Nếu tao mà phản động thật đấy thì công an đã bế tao lên đi rồi nhá. Chưa đến lượt chúng mày phải ngồi mấy cao bản tính mà phán xét, mày hiểu chưa? À, đúng rồi, chị em phải hiểu là đương nhiên là nếu mình là phản động ấy, nhà nước cấm tao ấy là không được mặc đồ này nữa. Để là tao mua tiền tỷ nhá, tao sẵn sàng đốt luôn, tao không cần thiết nhá. Nhưng nhà nước không cấm thì chúng mày trả tuổi béo thì mày có thể tham gia mà phán xét tao nhá. Tao ăn mặc thì không được quyền tao, tao thích thì tao mặc đây, tao đâu cũng chạm gì nhà chúng mày. Thôi chị ơi, chị em ơi em bảo này, thôi nói thế là được rồi. Còn đương nhiên tự, còn đương nhiên như thế này này chị này, chị để em nói, đương nhiên tự dưng mình làm phản động thì làm gì pháp luật Việt Nam này, rồi làm gì công an Việt Nam người ta để mình như thế này, người ta giỏi lắm nhưng người ta đâu cũng quá nhiều. Mày không tin nó quá nhiều. Nên là tao cũng lại lại câu của chúng mày thôi nhá. Chứ tao mày mà tao ngu. Cảm ơn ghép đôi uy tín nhá. Tao lại vừa vô mà tao bảo tao là phản động hả? Tao yêu nước còn không xong người ta phản động cái gì? Tao sống ở cái đất nước của Việt Nam này hả? Cả khu tổ nhà tao cho đến bây giờ đời tao là bao nhiêu đời rồi, sống ở cái đất nước Việt Nam này là phải bảo vệ nước Việt Nam chứ, lại em bảo mà tao phản động ở cái gì hả? Thôi mọi người đâu nói gì nữa đâu. Thôi. Chúng mày khẩu nghiệp thế, chúng mày tiểu nhân thế, những đứa nào mà chửi tao ơi, chúng mày cũng làm thế. Thôi chị ạ, thôi chị ạ, mình nói thế là mọi người người ta cũng hiểu, còn những người nào người ta không biết người ta theo dõi mình rồi dần dần người ta sẽ hiểu mình mà. Thế còn bây giờ chị em thả tim đây em ơi, thả tim đi. Dạ em cảm ơn anh. Mày có phải đi tao mặc béo đâu à? Phải với lớp Việt Nam đấy nhá, mày chửi tao phản động con chị mày mặc đấy nhá, mày tự chắc vào mặt con chị mày đi nhá. Con lì lì đúng không kìa? Đúng không? Thôi anh ạ, kệ nó. Mày người ta như nào mày đang cho lên thì mày tự tắt vào mặt chúng mày thôi. Trong những chúng mày ngồi ăn uống cà phê rồi dắt nhau đi chụp ảnh chụp viết ấy thì chúng mày tự tắt vào mặt nhau thôi nhá. Và Hồng Nhân nói rất chuẩn. Vâng, em cảm ơn chị Ốc Dung ạ. Chị cảm ơn IV nhá. Chị ơi, thôi khoan nghỉ, hôm nay mùng 1 em cũng muốn có ý kiến như thế này. Chị em nói như thế là mọi người người ta hiểu rồi, còn những người nào mà người ta chưa hiểu rồi dần dần người ta theo dõi mình người ta sẽ hiểu mình chị ạ. Còn bây giờ con kia nó đánh lái dư luận thì người ta chưa hiểu gì, người ta là gì, nó chỉ cắt ghép mỗi một cái đoạn đấy thôi, thì đương nhiên là những cái người Việt Nam mình ai ai người ta cũng yêu nước hết, nên người ta thấy thế thì người ta tưởng thì người ta cũng sẽ buông những cái lời không được hay. Nhưng mà dần dần thì người ta nhìn thấy mình hoặc là người ta theo dõi mình người ta sẽ hiểu chị ạ, người ta sẽ nhìn mình với một cái nhìn khác. Còn... em xem nếu chị bỏ tiền tỷ ra chị mặc, chị trước khi chị bỏ tiền tỷ ra chị chơi, chị cũng phải hỏi chứ. Anh Trần Đại ơi, không một ngày nào phản động nhá. Thế còn em nói như thế này này, em chỉ muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người ở trên đường la như này, chị em không hoạt, không phản động, không làm gì vi phạm, không làm gì để có tội hay có lỗi gì với này cái đất nước Việt Nam này cả. Đây chỉ là sở thích thôi. Còn đến lúc nào mà nhà nước pháp luật Việt Nam không cho mặc cấm, bỏ hết. Còn nói thật thì chả có ai mà biết lại, chả có ai ngu gì mà đi nhận mình làm phản động cả. Mà chửi tao là không phản động nhá. Bao nhiêu đứa vào công kích chửi tao như thế thì tao bảo đây phản động đấy, ở Hà Nội người ta mặc đầy rồi người ta phản động à? Thì tao nói thế thì làm sao hả? À, tao phản động thật không? Tao bán nước này thật không hả? À, mà chúng mày mẹ nghiên cứu đấy vào để chúng mày bêu nhỏ tao à? Cô nói bình thường mà, cô có nắm mồm đâu, cô có mỗi một cái mồm thôi cháu.
mà phạt đạo. Hả? Thế thôi thì làm sao? Anh chịu phạt đạo. Anh làm gì? Thôi, thôi nhá. Nói thế thôi, nói thế thôi là mọi người biết rồi, chị em nghe.